Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có về được thêm một chiếc lăng Spain. Đây là một cái thương hiệu mà rất được ưa thích bởi Tổng thống Nga Vladimir Ilyich Putin. Và chiếc lăng Spain của mình hôm nay thì nó cũng có một kiểu dáng rất là đẹp và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với đa phần cổ tay của anh em Việt Nam bởi vì nó sẽ có size là 38mm. Đây là một chiếc lăng Spain đáng chơi và đây là video của ICS. Nếu như anh em nào có nhu cầu mua đồng hồ thì anh em có thể liên hệ ICS theo thông tin ở trên cái card này. Ở đây thì chúng ta sẽ có số điện thoại và chúng ta sẽ có đầy đủ cả cái địa chỉ website của ICS. Các bạn vào đây để chọn mẫu. Rồi. Chiếc lăng Spain của mình hôm nay về thì có đầy đủ full box certificate và nó có size 38mm và sử dụng cái màu vàng là màu vàng yellow gold. Nó là vàng khối các bạn nhé. Cái bóc ở trong này thì mình cũng không cần nói nhiều nữa bởi vì nó cũng chỉ như vậy thôi. Ở trong chúng ta sẽ có một cái bóc gỗ và đây là một cái sản phẩm qua sử dụng cho nên là bóc của nó thì sẽ có cái dấu ấn về thời gian rồi. Còn chúng ta sẽ quan trọng ở cái certificate này, thì đây là cái thẻ certificate của chiếc đồng hồ này. Thì các bạn có thể thấy là date của chiếc này là 2018 bởi cái số serial number là 8597, khá là đẹp đó. Và chiếc lăng Spain này thì chưa qua service của hãng, thì chúng ta có thể thấy ở đây là các cái phần service thì nó đều chưa có thông tin gì cả. Đó. Mình sẽ cùng trên tay chiếc đồng hồ này. Như các bạn thấy thì đây là một chiếc lăng Spain với cái mặt dial rất là tuyệt vời. Thì chúng ta thường gọi cái mặt dial như vậy là complete calendar các bạn nhé. Complete calendar ở đây tức là sẽ là lịch đầy đủ. Thì với một chiếc đồng hồ như vậy thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cái lịch mà chúng ta rất là dễ để có thể nhìn thấy ở đây. Đó là đầu tiên thì phải nói là rất đẹp ở góc 6 giờ, đó là moon phase. Chúng ta sẽ có một cái lịch tuần trăng. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có ở góc 12 giờ là hai cái ô lịch. Một ô lịch chỉ thứ và một ô lịch chỉ tháng. Lịch ngày của chúng ta thì sẽ sử dụng một cái kim gọi là pointer date. Kim này kim chỉ ngày và nó sẽ có cái đầu tam giác màu đỏ, đầu mũi tên đỏ rất là nổi bật. Và cái viền lịch 31 ngày của chúng ta thì sẽ được làm ở xung quanh. Mặt dial của chúng ta thì được chia thành hai lòng, với cái lòng trong của chúng ta thì được làm nổi lên so với cái lòng ngoài. Lòng ngoài của chúng ta là nơi chứa 12 các cái cọc số vàng của chúng ta. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái ô lịch của chúng ta cũng như là những cái vạch chia phút rất là chi tiết ở đây. Đó. Chiếc lăng Spain này thì có một bộ máy rất là hay, đó là bộ máy lăng Spain Calibre 6763. Bộ máy này là một bộ máy in-house của lăng Spain và nó có tới tận 261 chi tiết. Bộ máy này thì là một trong những cái bộ máy rất là khủng của lăng Spain, khi mà chúng ta có tới 100 giờ tích cóp mà nó được ghi rõ ở trong cái sắp đều môn phẩy ở đây, 100 hour này, nó là 100 giờ tích cóp đó. Chúng ta sẽ có là 21.600 tần số động và các bạn sẽ có 30 chân kính. Tổng cấu thành nên bộ máy đó là có 261 thành phần, rất là khủng. Đáng tiếc là với cái đời này thì chúng ta sẽ có một cái đáy kín, cho nên là chúng ta sẽ không được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của bộ máy là 6763 đó. Và khi mà chúng ta mở đáy thì chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng được. Phần bên hông của chúng ta có logo lăng Spain rất là đẹp và những cái nút push button để chúng ta có thể là chỉnh lịch. Đó, chúng ta có tổng cộng là 4 cái nút push button và cái núm chính của chúng ta thì ở đây. Núm chính là núm scroll down và có crown watch. Chiếc đồng hồ này có 100m chống nước cho nên là chúng ta sử dụng crown watch thì chúng ta càng yên tâm hơn về cái chất lượng chống nước của đồng hồ. Bộ kim chính của chúng ta thì được làm theo dạng skeleton và nó sẽ có hai cái dạ quang ở hai đầu, khá là đẹp. Và các bạn có thể nhìn thấy là từng chi tiết trên mặt đồng hồ thì được làm rất là cân đối và tuyệt vời. Màu vàng sử dụng đây là màu vàng yellow gold, hay ở Việt Nam chúng ta hay gọi là màu vàng ta. Đó, thì với cái màu vàng yellow gold này thì nó sẽ phù hợp với anh em mà trung tuổi, tầm 3X, 4X, 5X thì đeo sẽ rất là phù hợp với chiếc đồng hồ này. Đặc biệt là những em nào tay bé, vì chiếc đồng hồ này tay 15 chúng ta cũng có thể đeo được. Size của em nó là 38mm và lắc to lắc của nó thì chỉ khoảng 43-44mm thôi. Cho nên là tay của chúng ta chỉ cần khoảng 15cm là chúng ta đeo được chiếc đồng hồ này. Đáy sau của chúng ta là một cái đáy kín và còn rất là mới, với cái số serial number là 8597 ở phía trên. Bốn cái cạnh lắc của chúng ta thì sẽ có bốn cái, như các bạn thấy ở đây, bốn cái cạnh lắc của chúng ta thì sẽ có đầy đủ, đó là bốn cái triện vàng. Và cái đáy sau này của chúng ta được tạo hình theo cái hình răng cưa đặc trưng của những cái dòng sản phẩm lăng Spain. Đi kèm của chúng ta thì sẽ có một cái khóa gập, và khóa gập này có logo của lăng Spain.
Đó. Các bạn thấy logo Blancpain và mình cũng chắc là nó sẽ có đây, các bạn có thể thấy những cái chi tiết của Blancpain ở phía trên và bốn cái chuyện vàng ở phía dưới. Dấu rất là kỹ, đây bốn chuyện vàng. Với chiếc đồng hồ này thì khi mà lên tay thì nó sẽ rất là đẹp và nó là một chiếc wristwatch để chúng ta đeo hàng ngày. Các bạn có thể thấy ngay là với cái chiếc đồng hồ Blancpain này thì chúng ta đeo sẽ rất là tiện. Đó. Chiếc này thì có giá retail khá là cao, là vào khoảng tầm 350 triệu tiền Việt Nam nếu như các bạn mua chính hãng, và sản phẩm này thì hiện tại cũng đã discontinue và ra dòng sản phẩm mới với size to hơn là size 40. Thì những anh em nào mà yêu size 38 thì chúng ta nên là mua chiếc đồng hồ này. Thì đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp và giá của ICS thì là 198 triệu với một chiếc đồng hồ như vậy và bảo hành 5 năm cho anh em. Chiếc Blancpain này sử dụng thân vàng nguyên khối AU750 và kim cọc của nó cũng nguyên khối luôn các bạn nhé. Kính là kính sapphire với đầy đủ những thông tin như là mình đã thông báo cho anh em. Nếu như anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ ICS theo thông tin trên thẻ này. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.